bò tay bên trong đằng sau. Rút cái rắc ra đấy, cái cống thanh cửa rút rắc lùa bên trong, em lùa bên dưới luôn đấy, rút cái rắc ra trước, cái rút nhìn trong cái chiều cá nó như thế nào đấy, để lần sau có những con rút ra cắm được một chiều, có con cắm được hai chiều phải để ý, con đấy chỉ cắm được một chiều rút thẳng nó ra.